Tập 18. Xem thử trong đó có còn thiếu sót gì không? Cậu nên sáng suốt hơn, động não nhiều hơn. Bổ sung hết những gì cần bổ sung vào. Tả Nghiêm Hoa, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng chúng tôi dành cho cậu. Tôi có thể nói rõ hơn một chút. Có một vài trọng điểm cậu nhất định phải nắm vững. Thứ nhất, có phải cậu đã để lộ tình báo cho các Mỹ quyên hay không? Thứ hai, có phải cậu đã đầu độc khiến các Mỹ quyên ngủm hay không? Thứ ba, ngoài vấn đề của bản thân, cậu còn có nguyên nhân nào khác không? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại... Đưa hắn ta về đi. Vâng. Đi thôi. Đồng chí Diêu Hồng, tôi đã xin chỉ thị của cấp trên. Từ nay công tác của trấn ủy Đại Áo sẽ do đồng chí đảm nhiệm. Tôi làm được sao? Từ biểu hiện của đồng chí trong thời gian qua, tôi nghĩ là được. Đồng chí không chỉ có giác ngộ chính trị cao, mà còn có tính cảnh giác cách mạng nhạy bén. Đối với công tác địa phương, đồng chí cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Vì vậy, tổ chức và cá nhân tôi nhất trí cho rằng đồng chí là người thích hợp nhất. Mao Chủ tịch dạy chúng ta rằng, trong chiến tranh phải học tập chiến tranh. Tiểu Diêu, cứ mạnh dạn làm đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bí thư Trung, ngài là thủ trưởng của tôi. Có một số việc vẫn cần ngài chỉ dạy tận tình. Tiểu Diêu, đồng chí muốn làm gì? Cần làm công việc gì? Tôi không thể ngày nào cũng ở bên cạnh để chỉ dạy tận tay cho đồng chí được. Hơn nữa, tôi ngày nào cũng ở bên cạnh để chỉ dạy tận tình cho đồng chí làm gì? Chẳng phải cũng ảnh hưởng đến năng lực tự phát huy của đồng chí sao? Vâng, tôi xin nghe theo thủ trưởng. Đồng chí Nghiêm Hoa, cậu sắp phải thâm nhập vào hang ổ của kẻ địch, chiến đấu đơn độc. Đáng lẽ chúng ta nên ngồi lại tâm sự cho kỹ, nhưng vì chiến tranh cấp bách, đành phải chia tay trong hình thức này. Giữa chúng ta chỉ có thể ngầm hiểu ý nhau để bày tỏ tình cảm chia ly. Có lẽ điều này lại càng thêm phần lãng mạn cho cuộc chia tay đầy khí thế của chúng ta. Địa điểm liên lạc của chúng ta được định tại quán mì Duyệt Lai ở trại Dương Giác. Trại này nằm trên đường xuống núi của Đại Doanh, là khu vực không ai quản lý, qua lại khá thuận tiện. Công cụ mã hóa sẽ được gửi đến cho cậu cùng với bữa tối hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên Liễu Diệp Hưng. Ước tính đêm nay bà ta sẽ hành động. Mong cậu chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, Triển Hy Phương đã đầu hàng. Sau khi đến Đại Doanh, cậu có thể tùy cơ ứng biến và phối hợp hành động với ông ta. Cuối cùng, tôi muốn dặn dò cậu thêm một lần nữa. Nhất định phải sống sót trở về. Nắm chặt tay cậu. Trung Thi Vân. Diêu Bí Thư. Có chuyện gì vậy? Tả Nghiêm Hoa bỏ trốn rồi. Ngươi nói cái gì? Tả Nghiêm Hoa tẩu thoát rồi. Mau đi báo cáo Trung đội trưởng đội 1, phong tỏa các tuyến giao thông trọng yếu, toàn diện truy bắt Tả Nghiêm Hoa. À Hương, đợi đã. Chúng ta chẳng phải đã nói rõ là đi đường nhỏ đến Quý Lâm sao? Sao ta thấy càng đi càng vào trong núi rồi? Nói thật với anh vậy, tôi sợ anh không dám theo tôi lên núi, nên mới nói với anh là đi Quý Lâm. Lên núi, à Hương, cô phải nói rõ cho tôi biết. Cô không được gạt tôi. Đừng nói khó nghe như vậy.
Tôi chỉ muốn để anh cùng tôi cao chạy xa bay thôi. Vậy cô nói thật cho tôi biết, chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu? Tôi nói ra, anh đừng sợ nhé. Cô cứ nói đi. Chúng ta đang đến đại bản doanh của Ngô Nam Sơn. Đâu cơ? Đại bản doanh của Ngô Nam Sơn. À Hương, chuyện này không thể đùa được. Bây giờ tôi mà đến đó thì chẳng phải là đi nộp mạng sao? Nghiêm Hoa, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Y Phim TV. Tả Bí Thư, đi đi. Cứ chạy thẳng về phía trước. Đi đi. Chúng tôi có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi có cái phúc đó không? Dù cho hổ báo và sói tha cho ngươi, ngươi cũng không thoát khỏi khu rừng mấy trăm dặm này. Bớt nói nhảm với hắn. Cho dù có để hắn ra khỏi khu rừng mấy trăm dặm này, cũng rơi vào tay quân cộng sản rồi còn gì. Đừng nói nữa. Nghiêm Hoa, đừng khở dại nữa. Sao tôi nỡ để anh nộp mạng được chứ? Đây là chuyện tôi đã bàn bạc với Sơn gia rồi. Đến đại bản danh, chắc chắn sẽ được làm quan. À Hương, đây không phải chuyện đùa. Bây giờ là lúc nào rồi? Cô phải nói thật với tôi. Tôi nói đều là sự thật. Sơn gia sẽ không bạc đãi anh đâu. Hơn nữa, sự việc đã đến nước này rồi. Còn có con đường nào tốt hơn là lên núi sao? Không ngờ Tả Nghiêm Hoa ta lại bị ép đến đường cùng thế này. Được thôi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Ta Tả Nghiêm Hoa quyết làm tới cùng, theo cô lên núi. Được, đi thôi. Nhanh lên. Đi. Đi nào. Quay lại đường cũ. Vâng. Cởi bịt mắt. Tả tiên sinh, đã để ngài chịu khổ rồi. Vị này chính là Sơn gia. Sơn gia, họ Mã tôi là kẻ bị quân cộng sản ruồng bỏ, được Sơn gia không chê, thu nhận dưới trướng. Phải là họ Mã tôi cản tạ Sơn gia mới đúng. Đâu có. Tả tiên sinh là người kiên cường trong quân cộng sản, có thể phó tá lão phụ thật là hết sức vinh hạnh. Họ Mã tôi hổ thẹn. Mời vào trong sảnh trò chuyện. Mời Sơn gia. Mời Tả tiên sinh. Đi thôi. Tả tiên sinh, đi đường vất vả. Tôi có chuẩn bị chút trà sớm để tiếp đãi cậu đây. Đặc phái viên, hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Sáng sớm tinh mơ, trong động đã vang lên một loạt tiếng súng. Chắc hẳn Tư lệnh có khách quý ghé thăm. Đúng rồi, để tôi giới thiệu với mọi người, vị này là Tả Nghiêm Hoa, Tả tiên sinh. Còn đây là thiếu tướng Mã Long, đặc phái viên của quốc phủ. Chào đặc phái viên. Phim được dịch. Chắc anh chưa gặp Tam tiểu thư bao giờ nhỉ? Danh tiếng của Tam tiểu thư tôi đã được nghe từ lâu. Hân hạnh, đặc phái viên quá khen tiểu nữ rồi. Nào, mời mọi người cùng dùng trà. Sơn gia mời. Lão phu, tôi lấy trà thay rượu, coi như là tiệc đón gió cho Tả tiên sinh. Cảm tạ Sơn gia kiêu mang. Tả tiên sinh, giữ chức vụ gì?
bên Đảng Cộng sản vậy? Nghiêm Hoa bất tài, giữ chức bí thư trấn ủy ở cái trấn Đại Áo nhỏ bé. Nghe nói Tạ tiên sinh còn giữ chức vụ trong quân Cộng sản. Quả là người văn võ song toàn. Đặc phái viên, đặc phái viên quá khen. Nghiêm Hoa không dám nhận. Sao hôm nay trà lại có vị lạ thế này? Chua quá đi mất. Tả tiên sinh, bên quân Cộng sản cũng coi như xuất sắc, không biết vì sao lại chịu đến đại doanh. Chuyện này, hai chữ xuất sắc xin đừng nhắc lại nữa. Nhưng đại doanh của Sơn gia vang danh một phương, tôi không hiểu tại sao đặc phái viên lại nói mong được đến thành chịu đến. Tôi với gián điệp Đảng Cộng sản đã giao thiệp 20 năm. Mấy trò ma mãnh của chúng làm người ta hoa cả mắt. Đặc phái viên, tôi Tả Nghiêm Hoa là thật tâm thật ý đầu quân cho Sơn gia. Nếu có gian trá, bây giờ có thể bắn ngủm tôi ngay. Sau này mọi người còn cùng nhau làm việc nữa, cần gì phải bày trò ma mãnh này. Tả tiên sinh, mời ngồi. Được. Nào, mời dùng trà. Tả tiên sinh là nhân tài hiếm có. Nếu không chê, thì có thể chịu khó đảm nhiệm chức đại đội trưởng đội hắc y thần binh không? Sơn gia, Nghiêm Hoa, nghe theo sự sắp xếp của Sơn gia. Được. Vậy việc ăn ở của Tả tiên sinh do người sắp xếp. Vâng, Sơn gia. Tư lệnh, không gặp. Tư lệnh, hôm nay người quá không nể mặt lão phu rồi. Tư lệnh, tên cộng sản như Tả Nghiêm Hoa, thành phần cốt cán vì chịu chút ấm ức nên đến đầu hàng. Người không thấy nên thử hắn một phen sao? Ý người là lão phu nhìn người kém cỏi, không dám. Họ Mã tôi chỉ muốn nhắc nhở tư lệnh, đừng khinh suất tin người. Tôi cẩn thận như vậy cũng là vì tư lệnh, vì sự an toàn của đại doanh mà thôi. Sau này tôi sẽ quản người của tôi cho tốt. Không cần người bận tâm. Tư lệnh, họ Mã tôi không lúc nào dám quên nỗi lo của quốc gia. Bây giờ chúng ta là người cùng thuyền, không phân biệt người ta, hoa là một thể, cùng hội cùng thuyền, vượt gió rẽ sóng mới là sáng suốt. Vậy người có thể bảo vị tinh anh quốc dân đảng của người xác minh lại xem sao. Tôi đang định báo cáo với tư lệnh tin tức của số 43. Đêm qua cô ấy đã gửi cho tôi báo cáo bình an. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể yên tâm. Cô ấy hiện đã niêm phong máy điện đài, tiếp tục nằm vùng. Nếu vì chuyện này mà lại liên lạc với cô ấy, một khi ảnh hưởng đến sự an toàn của cô ấy, thì sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Tư lệnh à, lần này chúng ta thật sự là kết hợp với nhau, gia tăng sức mạnh, song kiếm hợp bích, gia uy với Tả Nghiêm Hoa. Đặc phái viên, sau này ngươi muốn dở cho gì, ngươi hãy thương lượng trước với ta. Kẻo lão phu ngu đần, lỡ mất đại sự của ngươi. Được rồi. Xem ra, xào huyệt của Ngô Nam Sơn ở ngay gần đây. Ngô Nam Sơn này đúng là chọn được một nơi tốt, phải. Con đường hiểm trở hẹp như vậy,
dù có nhiều binh lực cũng không thể gian trận được. Phải, khó trách Ngô Nam Sơn, hắn có thể an toàn đóng quân ở đây. Tiểu quỷ, vẽ bản đồ xong chưa? Yên tâm đi, đợi chúng ta quay về, sẽ có một tấm bản đồ con đường này. Được, đi, đi thôi, bên này. Sơn gia, bấy lâu nay không gặp. Người không nhớ ta. A Hưng sao? Đi, rót cho ta chén trà. A Hưng, Tả Nghiêm Hoa đầu hàng ta, là thật hay giả vậy? Sao? Sơn gia đến giờ vẫn không tin mắt nhìn của A Hưng ta sao? Chuyện này đầu đuôi ngọn ngành, ta chẳng phải đã nói rõ với ngài rồi sao? Ta biết, nhất định là tên đặc phái viên kia giở trò sau lưng. Mã Long này, từ khi có số 43, cứ như ôm được bảo bối, trước mặt ta liền vanh váo. Chúng ta cũng phải có quân bài tẩy của mình chứ. Cho nên, ta mới để tâm đến Tả Nghiêm Hoa như vậy. Sơn gia, ngươi đừng tưởng Tả Nghiêm Hoa ở chỗ quân cộng sản gặp tai họa thì hắn nhất định phải đầu quân vào đại doanh. Kỳ thực người ta căn bản không coi trọng chúng ta, là ta tốn nhiều công sức mới dụ dỗ hắn lên núi. Ngươi ngàn vạn lần đừng bạc đãi người ta. Sao? Ngươi sẽ không diễn giả thành thật, phải lòng hắn chứ. Sơn gia, A Hương ta đều làm theo lời dặn của Sơn gia mà làm việc. Ngươi không thể vu oan giá họa cho ta được. Nói đùa một câu thôi mà. Nhưng dù sao ta cũng đã cao tuổi, phải tính toán cho tương lai của ngươi chứ. Ta, A Hưng, sống là người của Sơn gia, ngủm là ma của Sơn gia. Ta nói câu nào cũng là thật lòng. Sao, chẳng lẽ ta câu nào cũng giả dối sao? Nhưng mà người đấy, cũng đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tả Nghiêm Hoa dù sao cũng mới lên núi, ngươi vẫn phải để mắt đến hắn cho ta. Tự mình để hắn làm đại đội trưởng hắc y thần binh rồi, còn bảo ta để mắt đến hắn nữa. Chuyện này ngươi chỉ biết một mà không biết hai rồi. Quả thật như Triển Hy Phương nói, địa hình đại doanh của Ngô Nam Sơn này căn bản khiến cho bộ đội không có cách nào vào triển khai tấn công. Nhưng hai tấm bản đồ này vẫn rất có giá trị. Chúng ta nhất định phải nắm được vị trí của Ngô Nam Sơn và tư liệu trực tiếp về địa hình xung quanh. Bởi vì cho dù một ngày nào đó chúng ta dụ dẫn ra khỏi động, muốn vây đánh bọn chúng, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải xông vào phá xào huyệt của hắn. Đúng vậy. Chính quỷ. Trước đây, tôi và lão Tả tuy có chút va chạm mâu thuẫn, nhưng hôm nay thì tôi thấy anh ấy bước vào cổng trại, khóe mắt tôi tự nhiên cay xè. Ngọc Lương à, chúng ta suốt ngày gọi nhau là đồng chí. Cách gọi này nghe có vẻ tùy tiện, nhưng nếu nghĩ kỹ thì thật sự không hề đơn giản chút nào. Anh em, đây chính là vị đại đội trưởng mới được Sơn gia bổ nhiệm. Anh ấy sẽ là đại đội trưởng của chúng ta. Thưa anh em, tại hạ họ Tả, tên Nghiêm Hoa, mong các huynh đệ giúp đỡ nhiều hơn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau chào đại đội trưởng Tả đi. Chào đại đội trưởng Tả. Tả đại đội trưởng chính là sĩ quan cao cấp bên quân cộng sản đấy. Giờ đây đến quản lý các ngươi là tự hạ thấp mình đấy. Sau này anh em nhất định phải nghe theo chỉ giáo và điều động của Tả đại đội trưởng. Sơn gia sao lại phái một tên quân cộng sản đến làm đại đội trưởng? Đúng thế, bao nhiêu anh em bỏ mạng rồi. Chặt đầu hắn.
Dương Gia đã nói, Tào đại đội trưởng đã bị quân cộng sản lấy mạng đấy. Chặt đầu hắn, trả thù cho Tào đại đội trưởng. Cớ gì hắn được làm đại đội trưởng? Các anh em, tôi đã được Sơn Gia giao nhiệm vụ đến làm việc cùng các anh em. Nếu như anh em không tình nguyện, tôi lập tức quay về báo cáo với Sơn Gia. Đừng lấy Sơn Gia ra để áp chế chúng tôi. Hôm nay ta chém hủng ngươi. Bọn bây còn dám làm loạn, cùng chung số phận. Tên này lại bắn ngủ một anh em của chúng ta nữa rồi. Liều mạng với hắn, xử hắn. Tất cả dừng tay cho ta. Sơn Gia, các người là một lũ vô dụng, cút hết cho ta. Tả đại đội trưởng, ngày thường tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm, để ngài chịu kinh hãi rồi. Không phải Sơn Gia, là họ Tả tôi bất tài. Lần này phát hiện ra hắc y thần binh ai nấy đều là bậc trung nghĩa, khiến Nghiêm Hoa bội phục. Ngài từ bên quân cộng sản mới đến, anh em không phục cũng là lẽ thường tình mà. Sơn Gia, tôi hiểu, vào núi phải mang lễ vật ra mắt, nhưng thân phận tôi bây giờ e rằng rất khó lấy được lòng tin của mọi người. Tả đại đội trưởng, ngài thật là lo xa rồi. Lão phu đối với ngài rất chân thành mà. Cảm ơn sự tín nhiệm của Sơn Gia dành cho Nghiêm Hoa. Sơn Gia, trước khi lên núi, tôi có nghe được một tin tức. Đại đội quân cộng sản 3 ngày nữa sẽ chuyển quân từ Cửu Khê đến Đại Áo. Nếu Sơn Gia đặt mai phục ở đường Ngũ Vu là đường tất yếu phải đi giữa Cửu Khê và Đại Áo, thì cho dù quân cộng sản may mắn thoát khỏi kiếp nạn này cũng sẽ bị trọng thương. Sơn Gia, xin ngài suy xét kỹ. Tả đại đội trưởng đối với tôi thật là một lòng son sắt. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Để tôi suy nghĩ kỹ lại, chúng ta hãy quyết định sau. Được chứ? Vâng, Sơn Gia. Sao, vẫn còn bực chuyện hắc y thần binh hả? À Hương, tôi đã nói là không đến rồi mà. Cô cứ nhất quyết bắt tôi đến, giờ thì hay rồi. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chán quá đi mất. Anh hãy độ lượng chút. Đừng chấp nhặt với đám tiểu nhân đó. Chỉ cần Sơn Gia trong lòng hiểu rõ là được rồi. Phải đấy, người trong đại doanh này, ai mà chẳng nhìn sắc mặt Sơn Gia mà hành sự. Chỉ sợ ngay cả Sơn Gia cũng không tin tưởng tôi. Cô nói xem, nếu không thì đám thuộc hạ đó sao dám ngông cuồng với tôi như vậy chứ? Ngày mới đến, khó tránh khỏi chịu chút ấm ức, đừng để bụng. Tôi nói cho ngài biết, Sơn Gia luôn bảo tôi để ý đến ngài. Anh nói xem, có phải ông ấy muốn tác hợp cho chúng ta không? À Hương, giờ là lúc nào rồi? Cô đừng tự mình đa tình nữa. Sao anh nói tôi như thế hả? Tôi mà lại không nhìn thấu tâm tư của lão già này sao? Đồng chí Diêu Hồng, cô xem, đây là thứ gì? Tôi làm quân y đã 5 năm rồi, hình như chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ. Đương nhiên, cô không có kiến thức về khoản này rồi. Đây là một loại thuốc đặc biệt mà cơ quan đặc vụ của Quốc dân đảng trang bị cho nhân viên ngoại tuyến, chuyên dùng để tự kết liễu bịt đầu mối khi bị bắt. Thế nhưng không ai ngờ tới, ngay lúc dọn dẹp đồ vật còn sót lại của Tả Nghiêm Hoa, trong cổ áo khoác của hắn
lại phát hiện ra loại thuốc đặc biệt này. Tả Nghiêm Hoa là một tên đặc vụ quốc dân đảng sao? Tôi cho rằng có thể kết luận như vậy. Thật quá khủng khiếp. Tôi vẫn luôn nghĩ hắn chỉ là tư tưởng tư sản tràn lan, ham muốn hưởng thụ an nhàn, từng bước phạm phải sai lầm trong sinh hoạt, phát triển thành sai lầm chính trị. Nhưng chưa từng nghĩ tới hắn lại là một tên đặc vụ bên địch. Phải. Điều này chứng tỏ kẻ thù chưa từng lơ là. Chúng len lỏi khắp nơi, thậm chí có thể nằm ngay bên cạnh cô đấy. Chúng tôi cùng nhau nhập ngũ, sống chung với nhau trọn 7 năm. Vậy mà tôi lại hoàn toàn không hề hay biết gì về hắn. Hơn nữa, còn từng yêu hắn sâu đậm. Trên đời này, không ai là hoàn hảo. Tục ngữ nói rất hay, lòng người luôn là thứ khó đoán. Hơn nữa, ai mà biết trước được tương lai. Đồng chí Diêu Hồng, cô cũng không cần phải vì chuyện này mà thấy nặng lòng. Tổ chức vẫn hiểu rõ cô. Mặc dù vì nguyên nhân tình cảm cá nhân, cô đã từng bao che cho Tả Nghiêm Hoa, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cô vẫn có thể phân biệt được phải trái đúng sai. Cô không chỉ chủ động vạch trần vấn đề của Tả Nghiêm Hoa, mà còn kiên định lập trường, cung cấp cho tổ chức những manh mối quan trọng liên quan đến Tả Nghiêm Hoa. Hơn nữa bây giờ cô đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Chúng ta còn có thể bắt được Tả Nghiêm Hoa không? Nếu hắn và Liễu Diệp Hương chạy đến chỗ Ngô Nam Sơn, thì sẽ rất phiền phức. Đúng vậy. Mặc dù chúng ta đã phát lệnh truy nã khắp khu vực Tam Giang, nhưng hy vọng rất mong manh. Đồng chí Diêu Hồng, có một việc tôi phải hỏi cô. Trong thời gian Tả Nghiêm Hoa bị giam giữ, mặc dù do quân đồn trú phụ trách canh gác, nhưng địa điểm giam giữ dù sao cũng là ở hậu viện trấn ủy của các cô. Làm sao hắn có thể dễ dàng trốn thoát ngay trước mắt cô được? Nói cho cùng, vẫn là do tôi thiếu cảnh giác và chưa đủ tinh thần trách nhiệm, quá mềm lòng với Liễu Diệp Hương, xử lý vấn đề chưa kịp thời. Cô có thể chủ động nhận lỗi và nghiêm khắc phê bình bản thân, điều này rất tốt. Nhưng không đến lượt cô kiểm điểm, mà phải là tôi. Tôi mới là lãnh đạo tối cao của khu vực Tam Giang. Đồng chí Diêu Hồng, nếu tổ chức quyết định để cô làm bí thư trấn ủy Đại Áo, cô có gặp khó khăn gì không? Trình độ tư tưởng chính trị và năng lực công tác của tôi còn nhiều thứ cần phải rèn luyện. Tôi hy vọng trong công việc có thể nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của bí thư Trung. Cô cứ mạnh dạn làm đi, đừng mang gánh nặng. Cứ không ngừng rèn luyện bản thân trong thực tiễn. Vì cấp trên đã tin tưởng tôi như vậy, tôi sẽ tận lực toàn diện chỉnh đốn xây dựng chính quyền địa phương, dốc toàn lực chi viện, hành động quân sự diệt trừ thổ phỉ. Được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Đúng rồi, đương nhiên là ban tổ chức đảng ủy sẽ chính thức thông báo cho cô. Bí thư Trung, bất kể sau này tôi trong công việc hay là trong cuộc sống phạm phải sai lầm gì, ngài cứ phê bình tôi không chút nương tay nhé. Đồng chí Diêu Hồng, điều này e là có chút khiêm tốn quá mức rồi. Hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Cô cứ yên tâm mạnh dạn, xông xáo mà làm đi. Tốt. Trước mắt, cô đang đứng trước một thử thách. Chính là ngày 15 tháng này, đoàn độc lập của Mã Ngọc Lương sẽ toàn bộ hành quân đến trấn Đại Áo của các cô. Đến lúc đó, cô không chỉ phải xử lý công việc, mọi việc đâu ra đấy, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thật chu đáo nữa. Khối lượng công việc không nhỏ đâu. Ngài cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của tổ chức.
Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Đoàn độc lập của quân Cộng sản, ngày 15 chuyển quân đến Đại Áo. Đúng sai cần tra rõ. Thuộc hạ dùng kế về sầu thoát sát, đã khiến Đảng Cộng sản định tội bí thư trấn ủy Tả Nghiêm Hoa là đặc vụ sát hại các mỹ quyến. Mấy hôm trước, đã cùng bà chủ quán trà Lưu Dạ Hương bỏ trốn, tung tích không rõ. Theo tôi phỏng đoán, rất có thể là đi đầu quân cho Ngô Nam Sơn. Khi tôi làm việc ở vùng trắng, với đặc vụ quân thống và trung thống của Quốc dân Đảng, đều từng giao thiệp không ít. Có thể nói là cũng biết sơ sơ về thủ đoạn của bọn họ. Dựa theo tình hình triển hy phương cung cấp để phán đoán, vị đặc phái viên Mã Long từ Đài Loan này rất có thể là đến để liên lạc với Diêu Hồng. Vậy thì Diêu Hồng chắc chắn đã gửi điện báo cho hắn, báo cáo tin tức về đoàn độc lập của ta sắp chuyển quân đến Đại Áo. Thậm chí còn có thể đồng thời báo cáo cả việc Tả Nghiêm Hoa bị ép đến đường cùng. Vì vậy tôi phỏng đoán, bọn chúng dù có phục kích chúng ta ở Ngũ Phu cũng được, hay là thừa cơ tập kích chúng ta ở Cửu Khê cũng được. Bất kể chúng làm gì, chúng ta dùng kế nghi binh để lừa địch sẽ khiến chúng có một nhận định sai lầm. Đó chính là chúng chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta còn một đội đóng quân ở Cửu Khê và hình thành thế gọng kìm với đoàn độc lập. Chẳng mấy chốc sẽ tiến hành bao vây đại bản doanh của Ngô Nam Sơn. Chính ủy, nếu dùng binh lực hai đoàn để vây quét đại bản doanh thì không phải chuyện đùa đâu. Bọn chúng chỉ có thể chủ động tấn công chúng ta, sau đó đánh từng bộ phận một mới có thể có đường sống. Đúng vậy, đây là kế dẫn rắn ra khỏi hang theo nghĩa tích cực. Nhưng đây cũng là một nước cờ hiểm đấy. Vạn vật trên thế gian đều do hai mặt tương ứng cấu thành. Nhìn lại lịch sử quân sự trong và ngoài nước từ xưa đến nay, dường như chưa từng có một chiến lệ nào mà không tốn chút công sức, làm theo trình tự, không mạo hiểm chút nào mà giành chiến thắng cả. Mấu chốt là phương án của chúng ta có tương đối chu toàn hay không, có năng lực ứng biến nhất định hay không. Chính ủy, tôi nghĩ thế này, sáng mai tôi sẽ xuất binh để tiểu đoàn 1 đánh ở tiền tuyến, tiểu đoàn 2 và 3 theo sau, sau đó phân binh ở Ngũ Vu cho tiểu đoàn 1 làm náo động lớn một chút. Tiểu đoàn 2 và 3 bố trí một vòng vây ở Ngũ Vu. Nếu tiểu đoàn 1 bị Ngô Nam Sơn phục kích thì tiện tay dẫn chúng vào vòng phục kích của tiểu đoàn 2 và 3. Được. Đến lúc đó bộ đội của Triển Hy Phương cũng sẽ lâm trận đào ngũ. Đào ngũ về phía chúng ta, chúng ta sẽ ở Ngũ Vu một mẻ tiêu diệt hoàn toàn Ngô Nam Sơn. Nếu lão hộ ly này không dám xuất động, tiểu đoàn 2 và 3 nhanh chóng về phòng thủ Cửu Khê. Chúng ta ở đó cung kính chờ bọn chúng tới đánh lén. Rõ. Tả Nghiêm Hoa từng nói với tôi,
Đoàn độc lập của quân Cộng sản dự định ngày 15 sẽ chuyển quân đến Đại Áo. Có vẻ như muốn đi đường tắt đánh lén đại doanh của chúng ta. Vừa rồi số 43 của cậu cũng xác nhận tin tức này. Tôi cho rằng chúng ta nên phục kích quân Cộng sản trên con đường nhất định phải đi qua để đến Đại Áo là Ngũ Vu. Cho dù không thể tóm gọn bọn chúng, cũng sẽ khiến chúng bị trọng thương. Tư lệnh, tuy rằng số 43 sẽ không gửi tình báo giả cho tôi, tin tức của Tả Nghiêm Hoa cũng trùng khớp với số 43, nhưng chúng ta vẫn không thể xác định tính xác thực và động cơ chính xác của hành động lần này của quân Cộng sản. Tả Nghiêm Hoa, người thì lên núi rồi, nhưng ai biết lòng hắn ở đâu. Số 43 có thể bị quân Cộng sản đánh lạc hướng, làm cho mê muội không? Đây đều là những mối nghi ngờ trong lòng tôi, vì tôi thực sự không nghĩ ra lý do đoàn độc lập của quân Cộng sản chuyển quân đến Đại Áo. Chẳng lẽ quân Cộng sản không thể đi đường tắt tập kích đại doanh sao? Đại doanh núi cao đường hiểm trở, bộ đội tác chiến khó triển khai, tôi nghĩ quân Cộng sản sẽ không dùng hạ sách này. Văn không khuôn mẫu, nước không hình dạng. Nhà binh thắng lợi trong bất ngờ, những trường hợp lấy ít thắng nhiều, chẳng lẽ còn ít sao? Tư lệnh họ Mã tôi giao tranh với quân Cộng sản đã hơn 20 năm rồi, rất hiểu rõ sự xảo quyệt trong chiến pháp của quân Cộng sản, chúng ta dù thế nào cũng không thể loại trừ. Đây là kế nghi binh của quân Cộng sản, có lẽ căn bản là dụ dỗ chúng ta, đánh phục kích chúng ta, sau đó lại dẫn chúng ta vào cái bẫy mà bọn chúng đã giăng sẵn. Bây giờ, tuy rằng chúng ta đã liên lạc với 18 anh em huynh đệ liên hợp hành động, nhưng Triển Hy Phương rốt cuộc như thế nào vẫn là một ẩn số. Cho nên, dù cho phục kích quân Cộng sản, cũng rất khó nói sẽ có phần thắng. Chi bằng đợi sau khi độc lập đoàn chuyển quân đến Đại Áo, lại tiến hành trinh sát hỏa lực vào Cửu Khê để thăm dò thực hư. Sau đó, lại đánh lén Cửu Khê, đâm một nhát vào tim quân Cộng sản, phá hủy cứ điểm quân sự nơi quân Cộng sản đóng quân này. Đoàn độc lập của quân Cộng sản một khi đã mất vật tư chiến lược tập trung ở Cửu Khê, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Triển Hy Phương này là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu phe ta chiếm ưu thế, hắn chưa chắc đã đi theo quân Cộng sản. Lúc đó, chúng ta lại tiến hành vây quét quân Cộng sản, sẽ như lấy đồ trong túi. Có lẽ là đặc phái viên tính toán chủ đáo. Nhưng mà Aki, cậu vẫn nên đến Ngũ Vu một chuyến, thăm dò thực hư rồi hãy tính toán. Có lẽ có thể từ thực hư mà nhìn ra Tả Nghiêm Hoa nói tiếng người hay tiếng ma. Đoàn trưởng bảo mọi người hát một bài đi. Được, tôi bắt nhịp cho mọi người hát một bài nhé. Chuẩn bị hát, tiến lên. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Yphim TV. Thật đúng là nhìn cá nhảy mà trong tay không có lưới. Cả ngày cứ ngờ vực như vậy, chẳng làm được cái gì cả, thật vô dụng. A Kỳ nói, tuy có hơi thô lỗ, nhưng cũng có lý. Tuy rằng lòng người khó đoán, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà sinh ra quá nhiều nghi vấn, như vậy sẽ bỏ lỡ thời cơ. Đặc phái viên có biệt tài tính kế hiếm có, nhưng cũng đừng bao giờ quên lời dạy của cổ nhân, toan tính quá kỹ thì mất hết,